Tại đường Trường Chinh dưới khu vực cầu vượt Hòa Cầm của thành phố Đà Nẵng vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người phụ nữ thương vong dưới gầm xe tải trộn bê tông. Vào thời điểm trên, chị Lê Thị Thảo 44 tuổi cùng với chị Nguyễn Thị Diễm Lệ 42 tuổi, đều trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang điều khiển xe máy biển kiểm soát 43K1 18161 lưu thông trên đường Trường Chinh hướng lên cầu vực Hòa Cầm. Khi đến nút giao thông nói trên, xe máy bất ngờ va chạm với xe trộn bê tông biển kiểm soát 43C14310 do tài xế Lê Văn Bình 37 tuổi, trú huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam điều khiển lưu thông cùng chiều. Hậu quả chị Lệ ngã dưới gầm xe trộn bê tông tử vong tại chỗ, chị Thảo bị thương tích nặng. Nhận được thông tin, công an quận Cẩm Lệ đã nhanh chóng phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an thành phố có mặt khám nghiệm hiện trường và đưa chị Thảo đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông vẫn đang được lực lượng chức năng tập trung điều tra làm rõ.